AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay chúng ta sẽ có video trải nghiệm một tựa game mobile có tên gọi là Giang Hồ Bát Quái Phân Tranh. Một tựa game nhập vai lấy chủ đề kiếm hiệp do nhà hành VTC Mobile sẽ phát hành tại thị trường Việt Nam trong sắp tới. Hiện tại thì con game này đang thử nghiệm có giới hạn alpha test từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 3 tháng 3 trên cả hai nền tảng là iOS cũng như Android. Các bạn sẽ nếu Android các bạn sẽ phải cài file APK, còn nếu với iOS thì anh em sẽ dùng Testfly vì đây là phiên bản thử nghiệm thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm khám phá con giang hồ bát phái này nhá. Nghe tên gọi là các bạn biết rồi, 8 môn phái trong giang hồ đúng không? Rồi chúng ta sẽ vào game đi. Game này thì free VIP 25 luôn anh em ạ. Thiên địa đây, chúng ta sẽ có đúng 8 môn phái để các bạn lựa chọn theo kiểu dạng game kiếm hiệp. Đầu tiên đó là môn phái toàn chân, thiên về đạo sĩ. Lớp nhập thứ hai đó là đường môn. Chắc chắn không sai. Ồ, đường môn này là cầm cầm súng anh ạ. Ngũ hành là mộc, tức là hệ thống nhân vật thì nó sẽ chia theo môn phái cả ngũ hành luôn. Đường môn hệ mộc này, toàn chân hệ thổ. Môn phái thứ ba đó là cổ mộ. Ồ, cầm một cái liềm. Môn phái thứ tư thiếu lâm. À, cổ mộ là thủy nha anh em nhé. Thiếu lâm là hệ kim. Môn phái thứ năm đào hoa. Cung thủ. Thật ra thì mình thấy tạo hình nhân vật game này nó cũng chưa đậm chất kiếm hiệp lắm anh ạ. Đây, các bạn nhìn này, đào hoa nhìn nó kiểu mang hơi hiếm huyền huyễn ấy anh em. Lớp nhân vật thứ đào hoa là hệ hỏa nha anh em nhé. Minh giáo, hệ hỏa luôn. Và môn vài thứ 7 ngũ độc để ta bảo vệ ngươi. Ồ, như vậy là sẽ cầm trượng. Ngũ độc cầm trượng, nghe nó sai sai anh em ạ. Mộc. Và cuối cùng là một lớp nhân vật có tên gọi là đại thánh. Ồ, con game này tuy là mình đọc tên gọi rồi, hệ thống môn phái chia theo kiếm hiệp, nhưng mà mình chưa thấy chất kiếm hiệp của game lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game để xem sao nhá. Con game này được hành VTC Mobile nha em nhá. Có lẽ là mình sẽ chơi đường môn đi. 8 môn phái thật ra thì được cái game này 8 môn phái này thì có rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em ấy. Sói bạc này, và vào game nhá. Game này là một con game thấy bảo là chủ đề kiếm hiệp nhưng mà mình chưa biết là như thế nào. Đấy, một con game nhập vai cày cuốc các thứ. Đấy, rồi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con này xem sao. Đấy, tựa game tôi nên gọi là Giang Hồ Bát Phái. Đây, bạn thấy không? Đây, có là lướt phi kiếm luôn anh ạ. Đây, chúng ta sẽ có chế độ góc nhìn 3D nhá. Game thì đồ họa full 3D. Có vẻ khá sắc nét. Tất nhiên là chất lượng đồ họa thì con game này làm bằng Unity thôi, cũng không phải là xuất sắc anh em nhé. Nhưng mà đối với các bạn nào mà chơi game trên di động thì có lẽ anh em sẽ chỉ cần một cái đồ họa như thế này thôi là có thể chấp nhận tạm được. Sắp vào phòng luyện công X2, vui lòng thả lỏng tinh thần. Đây, các bạn thấy là nhân vật mình chiến xấu sẽ tự động. Về cơ bản thì vẫn là một con game như vai cày cuốc rất là quen thuộc ở trên mobile thôi. Nhưng mà sẽ tự động là nhận nhiệm vụ, tự động chiến đấu. Các bạn sẽ rất là rảnh tay khi mà chơi con Giang Hồ Bát Phái này. Rồi để xem sao nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem con game này như nào nhá. Đây là phiên bản thử nghiệm đấy, chắc chắn là sẽ có lỗi. Đấy, và cũng là dịp để nhà phát hành VTC Mobile lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn. Rồi. Thế nào? Cảm giác tăng game này thì nhận được VIP miễn phí anh em ạ. Một cái ưu đãi của con game Giang Hồ Bát Phái này là hệ thống VIP miễn phí. Chúng ta có hệ thống tọa kỵ này, cưỡi ngựa này anh em này. Thật ra nhá, các bạn thấy không? Cái con game này nó mang bối cảnh huyền huyễn hơn là kiếm hiệp ấy. Mình không thấy cái yếu tố kiếm hiệp rõ nét lắm, ngoại trừ là cái tên môn phái ra. Đấy. Đặt tên thì và hệ thống môn phái thì có vẻ mang chất kiếm hiệp, nhưng mà mình thấy là bối cảnh game này, các bạn nhìn này, đậm chất huyền huyễn, tiên hiệp hơn là kiểu kiếm hiệp thuần chất. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ trải nghiệm đã. Đây, các tính năng sẽ mở ra: chiến sủng linh châu, con giáp, tặng VIP, yêu sức thủ hoàn, tay kỳ lân, cánh. Đây, game có cánh nha em nhé. Game kiếm hiệp thuần chất thì sẽ không có cánh đâu, nhưng mà game này nó sẽ có cánh, các bạn thấy không? Bối cảnh thì thật ra mình thấy là đây, con game này là game huyền huyễn hơn là game kiếm hiệp anh ạ. Chẳng qua là cố tình đặt tên nhân vật nó theo phong cách kiếm hiệp thôi. Và mình cũng nói thẳng luôn, chia sẻ luôn, không phải là khen ngợi gì, nhưng mà nếu như mà quảng cáo mình, thật ra mình cũng chưa rõ là game này nó quảng cáo là gì nhá, nhưng mà cảm giác là game nó hướng đến là yếu tố kiếm hiệp võ lâm tranh đấu. Thật ra thì thấy là nó không ghi rõ là game kiếm hiệp đâu. À, có khinh công này.
Ô, một điểm cộng nhá. Game có khinh công 4 bước luôn anh em ạ. Một điểm cộng cho con game này. Ơi, có khinh công, ok. Một điểm cộng luôn. Với một con game, mình không nghĩ đâu nhá. Mình không nghĩ là con game này có khinh công 4 bước như vậy đâu. Ồ, mà cái hệ thống khinh công này thường phải là dạng game 3D bom tấn nó mới có cơ. Nhưng mà không ngờ là cái con giang hồ bát phái này nó có hệ thống khinh công 1 điểm cộng. Cái gì chê thì mình sẽ chê, nhưng cái gì khen thì phải khen. Đó, chúng ta sẽ có một hệ thống nhân vật 8 môn phái ngay từ ban đầu luôn để anh em thao lựa chọn này. Rồi có hệ thống khinh công này, rồi được tặng free VIP này. Thì đây là những cái điểm cộng mình thấy đầu tiên của tựa game giang hồ bát phái này. Về mặt đồ họa thì mình cũng không phải là trừ, cũng chả phải cộng, bởi vì là đồ họa này thì mỗi người một ý kiến thôi. Các bạn thích dạng game đồ họa bom tấn, các bạn thì thích chỉ cần 3D nhưng mà nó phải nhẹ nhàng như thế này, không kèn cấu hình, không nóng máy túi pin, thì con giang hồ bát phái này sẽ phù hợp với anh em. Đấy thì mình sẽ không có cái quan điểm về mặt đồ họa nhá. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi trải nghiệm này. Đó, game nó lên cấp rất là nhanh luôn, là level 36 rồi, lên cấp khá là nhanh. Tìm nơi tăng cấp có gì khó, đến phòng luyện công. Level 9 chúng ta sẽ mở phần chiến sủng, như kiểu pet anh em. Đây, kỹ năng nhân vật thì nó mở dần dần nhá. Đây chúng ta có phần nhân vật này. Đồ họa thì không phải là xuất sắc đâu anh em ơi, cái kiểu đồ họa này nó cũng khá là lâu rồi. Đây chúng ta có phần đời thời trang này. Cái kiểu game này thì đồ họa khá là cũ, cách đây phải mấy năm rồi ấy. Thế là nó không được sắc nét cho lắm. Đồ thời trang cũng khá là nhiều. Rồi con boss này, rất là ngầu. Đúng chất là huyền huyễn luôn ấy. Tức là mang yếu tố kỳ ảo, game có cánh cùng các thứ luôn. Đấy, nhân vật thời trang. Mình thấy đồ thời trang cũng khá là nhiều. Hệ thống kỹ năng thì chưa thấy. Đây là phần ngoại quan thì con này tăng cấp nhá, tăng cấp thú cưỡi các kiểu. Đây, ảo hóa này, chúng ta sẽ có rất là nhiều loại thú cưỡi sau này các bạn ảo hóa. Hỏa hổ này. Đấy, mèo may mắn, rồi trà sữa. Đấy, có thú cưỡi trà sữa luôn anh ạ, ảo thật đấy. Lối chơi thì thật ra thì cũng không có gì thì quá là đặc biệt cả, một cái lối chơi hết sức là quen thuộc của dòng game nhập vai mang đến từ Trung Quốc, đặc biệt là những tựa game mang chủ đề kiếm hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn, thì lối chơi của con giang hồ bát phái này nó cũng tương tự thôi, nó không có gì đặc biệt cả. Được cái về lối chơi này thì nó rất là đơn giản, dễ chơi ấy, ai cũng thể chơi được, dễ tiếp cận. Giáo trình sủng này, có vẻ như cái phần chiến sủng này rất là quan trọng anh em nhé, nó sẽ tăng lực chiến cho mọi người rất là nhiều. Đây chúng ta sẽ có phần chiến sủng này. Chiến sủng sẽ đi theo và trợ chiến cho mình anh em ạ. Đây nhận thưởng này. Level 65 ở Linh Châu, 90 một con giáp. Level 100 thì các bạn sẽ được tặng VIP miễn phí. Mình sẽ chơi lên level 100 xem sao, để xem là game tặng VIP như nào nhá. Đó, thấy bảo là tặng VIP ghê lắm. Ui, con thú cưỡi ngầu chưa này, ngầu dã man. Chuyển cảnh sang bản đồ mới này, hệ thống bản đồ đây. Chắc là bản đồ game này phải mấy trăm cấp. Đây, nâng cấp chiến sủng của bạn lên này. Đâu nhỉ? Không bấm về bản đồ thế giới được nhỉ anh em nhỉ? Mình chưa biết bấm bản đồ thế giới kiểu gì ấy. Rồi, tiếp tục đi trải nghiệm thôi anh em ơi. Nhà vệ hình bên Thiên Sông 3 thì có quảng cáo thì con bắt phái phân tranh này là một con game nhập vai võ lâm thôi. Cũng không ghi là kiếm hiệp đâu. Nên là mình nghĩ là nếu các bạn suy nghĩ nhẹ nhàng đi một tí thì ok. Thì đây là một con game nhập vai võ lâm. Đó, rồi thì... xem có gì hay không nhỉ. Mình mong chờ một cái gì đó đặc biệt. Nhưng mà thật ra thì riêng cái việc tặng VIP thế này này thì là mình nghĩ là cũng khá là thu hút anh em rồi. Đấy, được tặng free VIP. Lên level 100 thì tặng free VIP thì cũng ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm nhá. Với 8 môn phái này thì mình muốn test tất cả môn phái nhưng mà hơi khó. Đó, nên là thì thôi, chúng ta sẽ để sau đi. Đây chúng ta có tính năng thần sức này cũng tăng cấp. Đấy, đây là những cái tính năng tăng lực chiến cho nhân vật của bạn rất là quan trọng em nhé. Game đơn giản dễ chơi thật, đồ họa thì cũng nhẹ nhàng. Nhận thưởng Linh Châu này, level 90 chúng ta sẽ có con giáp và level 100 thì sẽ tặng VIP hoạt động của server, chúng ta sẽ có các cái quà nạp ở đây. Ai chà chà, tăng cấp nhanh ngày đầu trải nghiệm thì nhà phát hành VTC Mobile họ cũng tặng cho một cái cốt trải nghiệm ấy em, để mình thử cốt nhá. Không biết là nhập cốt đâu ta, bấm avatar nhân vật này
chắc là phải phần cài đặt đây. Chúng ta đang để đồ họa cao nhất rồi. Game này thì chơi tốt bằng giả lập anh em nhé. Thông báo nhận thưởng này, thông tin này, nhặt chiến đấu này. Ôi, mình đang chưa biết nhập cốt của gì anh em ơi. Tôi chưa biết nhập cốt của gì. À, game cũng hỗ trợ 60 FPS luôn. Nói chung là mình thấy con game này chơi mượt. Và cái ưu điểm của con game này đó là chơi khá là mượt, nên là các bạn có thể trải nghiệm nó rất là nhẹ nhàng, đơn giản, thoải mái. À, thấy bảo là level 60 thì mới phải mở phần nhập cốt anh em nhá. À, mình 60 rồi mà. Phúc lợi này. À, các bạn vào phần phúc lợi và các bạn sẽ có phần quà online này, lừa đảo các thứ, giúp thăm. Đây, có phần chân phẩm này để các bạn nhập cốt nhá. Chúng ta sẽ có một cái cốt đó là sơ nhập giang hồ. Đó, đã nhận quà thành công. Đấy, level 60 thì các bạn vào phần phúc lợi thì các bạn đến cái phần chân phẩm ấy là cái chỗ nhập cốt nhá. Đây, phúc lợi này, chân phẩm. Vote app, live page, các thứ. Hòm thư. Đây, cũng đã có quà test. Đấy, đang đây là server test nhá mọi người nhá, nên là tặng khá là nhiều quà xịn sò luôn. Đấy, chúng ta sẽ vào phần túi đồ này. Các bạn sẽ có rất là nhiều quà test, 30.000 kim nguyên bảo và rất kim cương, 30.000 kim cương và mấy trăm nghìn kim nguyên bảo ấy. Đấy, thì các bạn có thể tha hồ test nhá. Tranh thủ, bạn nào mà nên tranh thủ test đi, bởi vì là game nó chỉ test trong vòng 3 ngày thôi. Đấy, các bạn thể tranh thủ mua đồ rồi nâng lực chiến cho nhân vật các kiểu ấy. Nếu các bạn chơi con giang hồ bát phái này mới tâm trạng là chơi một con, muốn tìm đến một con game nhập vai. Đầu tiên là nhập vai có đồ họa 3D. Đấy, có chủ đề võ lâm, có hệ thống môn phái đa dạng. Đấy, thì mình nghĩ là cái con giang hồ bát phái này sẽ đáp ứng được với anh em nhá. Đấy, game và mình thích, có lẽ mình thích nhất là cái hệ thống khinh công. Thật ra cái khinh công này này, nó cũng không phải là cái gì quá đặc biệt đâu, nhiều game có rồi. Nhưng mà với một con game mình không nghĩ là nó có như thế này. Thì nó lại có. Đấy, nó mình cảm giác là nó sẽ vượt trội hơn rất với rất là nhiều game khác. Thử bay ra ngoài xem nhá. Rơi xuống thì sao? Đấy, bay ra ngoài này, mình thử rơi xuống xem bị sao nhá. Thử rơi. Wow. À đây, nó sẽ quay trở lại. Ok. Đấy, tức là mình thường thì nếu các bạn nào chơi game nhiều vai nhiều, các bạn sẽ thấy là dạng game này nó không có khinh công đâu. Đấy, nó chỉ có auto chiến đấu cái thứ thôi. Nhưng mà không ngờ là con bát phái con giang hồ bát phái này nó lại sở hữu một cái hệ thống khinh công 4 bước như thế. Thế nên mình bất ngờ là như vậy, thì mình cũng có thể coi là một cái điểm cộng. Mình VIP 4 rồi này, level 100 mở VIP miễn phí, bây giờ mình cấp 95 thì đi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Game nó chơi nhanh quá, nhịp độ nó hơi nhanh đúng không? Nhưng mà thật ra thì mấy bạn nào mà chơi game nhập vai ở trên mobile nhiều ấy thì rất là dễ làm quen luôn. Đấy, và nhịp độ nhanh này thì cũng nói chung là game này nó cũng dễ chơi và dễ tiếp cận anh em nguyên thủ ấy. Nên là cái đấy thì tùy sở thích của mỗi người thôi. Đấy, đừng đan ngay này. Lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ, tí nữa thì đi làm nhiệm vụ tiếp. Đấy, dùng ngay đan dược. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào làm nhiệm vụ này. Liên lạc với Tiểu Hùng. Tăng 2 level nữa thì sẽ mở hệ thống VIP nhé mọi người nhé. Đây, cấp 98 rồi. Mình sẽ trải nghiệm. Nói chung là game này thì chắc là anh em tò mò nhất là cái việc là tặng VIP miễn phí rồi. Ra đường nhờ bằng hữu. Sau khi vào đây, chúng ta tính năng bang hội thì các bạn có thể xin vào bang hội nhé. Hoạt động bang hội này, chúng ta sẽ có rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bót 3 các kiểu. Ngoài những đá cường hóa còn có kim nguyên bảo. Quả dịch chuyển là miễn phí này. Thu hồi này. Đấy, đồ không dùng đấy các bạn sẽ thu hồi, nhận kim nguyên bảo. Level 100 rồi, chúng ta sẽ có phần đặc quyền anh em nhé. Đấy, các bạn sẽ được tặng free VIP. Tặng free VIP miễn phí luôn. Hình như là chỉ cần online ấy, hoặc đủ cấp là các bạn sẽ được tặng free VIP rồi. Đây, chúng ta sẽ VIP free này. Đó, các bạn chỉ cần diệt bot tăng điểm VIP luôn. Ồ, khá là hay. Đây, chúng ta sẽ có hệ thống VIP và cao nhất sẽ là VIP số 16. Đây, các bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sẽ được tăng điểm VIP. Ừ, game này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nhá. Đấy, chúng ta sẽ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đó, và sẽ nhận điểm VIP. Khá là hay, cường hóa trang bị một lần này. Chúng ta có cường hóa trang bị. Đó, sẽ tốn đá cường hóa. Đấy, mình đi làm nhiệm vụ. Thu thập bộ trang bị, chiến sủng tăng cấp này. Ôi, hết kim bảo rồi. Khá là tốn đấy nhá. Kim bảo để dùng để
VIP 4 thì mở phân thân này. Như vậy là con game này đấy, các bạn nên làm nhiệm vụ lên đến VIP 4, ít nhất VIP 4 hoặc là nạp tiền vào thì sẽ được nhiều ưu đãi hơn. Đó. Ít nhất phải được VIP 4 nha. Đây. Chúng ta sẽ sau này có các hoạt động để các bạn đi săn boss kiếm đồ nữa. Đây, game có tính năng kiếm đồ, các bạn có thể đi săn boss kiếm đồ là đi farm quái kiếm đồ. Nhìn chung thì cái điểm đặc sắc của cái con Giang Hồ Bát Phái này thì mình cũng giới thiệu cho anh em rồi. Đầu tiên là game có hệ thống nhân vật rất là đa dạng, 8 môn phái để các bạn lựa chọn này. Thứ hai là hệ thống khinh công rất là đẹp mắt với con game đồ họa 3D như này. Thứ ba là game nó sẽ tặng free VIP cho các bạn. Các bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong game là các bạn có thể lên điểm VIP miễn phí. Rất là hay. Thì bây là mình nghĩ là ba cái ưu điểm lớn nhất của game này với cái trải nghiệm hiện tại của mình nhá. Có thể là game sau này nó sẽ có thêm nhiều cái tính năng đặc sắc khác, hấp dẫn khác, nhưng mà tạm thời ấn tượng ban đầu của Sói Bạc với tựa game Giang Hồ Bát Phái này là ở ba cái điểm đấy. Thì nhắc lại lần nữa là tựa game Giang Hồ Bát Phái này do nhà hàng VDC Mobile phát hành thị trường Việt Nam, game đang trong giai đoạn alpha test trong vòng 3 ngày thôi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App4V của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vây câu chơi chi, chỉ ngay đi.